quý vị và các bạn, từ thiện là hành động hỗ trợ giúp đỡ người gặp khó khăn, xuất phát từ tấm lòng và tùy theo khả năng của mỗi người. Hoạt động từ thiện nhằm lan tỏa, nhân lên những việc làm hành động tốt đẹp trong xã hội, bởi cho đi là nhận lại, với yêu thương đong đầy. Hơn 6 năm nay, những thành viên câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh đã trở nên quen thuộc với các y bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Đều đặn vào thứ ba hàng tuần, câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh lại có mặt tại sảnh bệnh viện với gần 600 suất cháo bảo đảm vệ sinh, dinh dưỡng, phát miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Để có được một bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các thành viên trong câu lạc bộ đã chuẩn bị nguyên liệu từ sáng sớm, trực tiếp lựa chọn thực phẩm tươi ngon, phân loại và chế biến. Thấu hiểu những khó khăn vất vả mà người bệnh phải trải qua và mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình giúp họ vượt qua bệnh tật, các thành viên câu lạc bộ đã tự góp tiền, góp sức để chuẩn bị và mang những suất cơm đến với người bệnh. Miếng khi đói bằng gói khi no, phải không? Thì là coi là để phục vụ cho bà con, là coi tư tưởng, là coi thoải mái, là điều trị bệnh tật cho nó nhanh hồi phục và chóng khỏi. Thì chúng tôi thấy là coi là vô cùng quý giá và cảm tạ tấm lòng của đội tình nguyện. Có cái lời gì nói cho nó đúng nghĩa thôi, bà chỉ biết cảm ơn cái đoàn từ thiện đã giúp đỡ cho và động viên bà con rất là nhiều, cảm ơn rất nhiều. Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh được thành lập từ tháng 4 năm 2018. Từ khoảng 20 thành viên ban đầu, đến nay câu lạc bộ đã thu hút gần 200 tình nguyện viên tham gia. Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh không chỉ được biết đến với các hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện, mà còn có mặt trong các hoạt động hỗ trợ nhân dân vùng lũ, trong và ngoài tỉnh, xây trường cho các em học sinh vùng cao, tặng áo ấm cho trẻ, hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi, tổ chức và tặng quà Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi tại các trung tâm bảo trợ, tặng quà, nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng cao, tổ chức phiên chợ nhân đạo. Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh với cái tiêu chí là yêu thương, đùm bọc và sẻ chia, cho nên là hàng tuần câu lạc bộ phát 600 suất ăn tặng bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu và 250 suất ăn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài những công việc gửi yêu thương tới những người bệnh này, chúng tôi còn những công việc trao yêu thương tới những cái bà con vùng lũ lụt, như vừa qua là chúng tôi cũng có những chuyến hàng đi Thái Nguyên, đi Tuyên Quang và đặc biệt nhất là chuyến hàng chúng tôi đi Cao Bằng. Với những cái tình cảm của tất cả người dân của Thanh Hóa gửi tới như bà con vùng lũ, Thiện Nguyện Xanh đã thay mặt người dân Thanh Hóa đi trao quà tại Cao Bằng với những suất quà thật là ý nghĩa. Như chuyến đi Cao Bằng là chúng tôi đi lên với tổng số quà lên tới gần 400 triệu tiền hàng. Thì qua đây cũng xin cảm ơn tất cả những người, những mạnh thường quân, những nhà tài trợ đã luôn tin tưởng tới Thiện Nguyện Xanh, đã gửi yêu thương tới Nguyện Thiện Xanh để Nguyện Thiện Xanh làm một cái cầu nối để giúp tới những người bệnh nhân nghèo và những cái đồng bào chịu khó khăn thiệt hại về thiên tai. Hàng trăm suất cơm đã được gửi đến tận tay các bệnh nhân. Những suất cơm được chắt chiu từ sự tử tế, thiện lương của các thành viên trong câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh đã giúp người bệnh vơi đi gánh nặng trong chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi đất nước gặp khó khăn do dịch bệnh thiên tai thì truyền thống tương thân tương ái của người Việt lại được phát huy cao độ thông qua những phong trào hoạt động thiện nguyện từ thiện diễn ra trên khắp cả nước. Siêu bão Yagi đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó đem lại vô cùng nặng nề với tình trạng sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng. Đáp lại lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh đã cùng chung tay giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ. Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân là giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của người Việt từ bao đời nay. Trong những ngày qua, triệu tấm lòng đều hướng về các vùng đất bị cô lập, nơi nhiều người đang mong chờ sự hỗ trợ. Ai có gì giúp nấy, người có nhiều giúp nhiều, người khó khăn ít chia sẻ với người khó khăn hơn. Các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, dù thiệt hại rất nặng nề sau bão, vẫn nhường suất cứu trợ của Trung ương cho các địa phương khác khó khăn hơn. Sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, hành động đẹp, nghĩa cử đẹp, với tinh thần tự giác cao độ,
đã và đang bừng dậy, tỏa sáng ở khắp nơi, trong cả nước, kịp thời chia sẻ, sưởi ấm, động viên những người dân trong cơn hoạn nạn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, thực sự đúng trong những thời khắc gian nan như thế này ở các địa phương bị thiệt hại bởi bão lũ, lở đất. Cùng với nhân dân cả nước, tỉnh Thanh Hóa đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt đến toàn thể các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Việc quyên góp ủng hộ không chỉ mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân với đồng bào lũ lụt. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức cá nhân sau khi quyên góp đã tổ chức đi thiện nguyện trực tiếp để sẻ chia với nhân dân vùng gặp thiên tai, trao tặng tình cảm ấm áp cùng những món quà ý nghĩa đến đồng bào. Các Phật tử làm cái công việc này với cái tâm thế hết sức là trân trọng, mà hoan hỷ và mong rằng là cái sự đóng góp nhỏ bé của mình có thể giúp ích được cho một phần nào đó cho các đồng bào đang bị cái nạn nhân của cái cơn bão lũ vừa qua. Hưởng ứng cái lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì sau khi chúng tôi là triển khai đến tất cả các tổ chức và trên hệ thống loa truyền thanh của phường, của các phố, và triển khai thì nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao, đặc biệt là nhân dân đều đến tự nguyện đến ủng hộ và tham gia nhiệt tình. Thì có cái đoàn của hội phụ nữ, vì phụ nữ là nòng cốt và đang chiếm hơn nửa dân số nên là phụ nữ là người tham gia nhiều. Trong những lúc mà khó khăn nhất bà con gặp nạn về cơn bão số 3 thì có các mạnh thường quân, các đoàn, bạn bè từ các tỉnh thành trong cả nước đến hỗ trợ cho nhân dân bát sát. Thì với đại diện ban vận động của quỹ cứu trợ của huyện, như đại diện của nhân dân bát sát, thì tôi thấy rằng rất là xúc động, rất là trân trọng cái tình cảm cao quý, công lao công sức của các đoàn rất là xa xôi nhưng mà dành hết tình cảm cho bà con nhân dân bát sát, rất là xúc động và không biết nói gì hơn. Xin gửi lời chân thành nhất, cảm ơn nhất tới các đoàn, các đoàn thiện nguyện, bạn bè đã có những bất thời gian tình cảm đã cùng với chúng tôi để cùng hỗ trợ nhân bát sát kịp thời những lúc mà khó khăn nhất. Và những cái sự tình cảm, công sức, công lao của các đoàn thiện nguyện đã tăng thêm năng lượng, tăng thêm động lực cho những người như chúng tôi, cùng với chúng tôi đồng hành với tôi để cùng hỗ trợ bà con cho kịp thời những lúc khó khăn này. Nhằm san sẻ với các trường học bị thiệt hại nặng do lũ ở huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, vừa qua Công đoàn Công ty Cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa đã kêu gọi quyên góp ủng hộ những vật dụng thiết yếu đáp ứng nhu cầu dạy và học. Việc làm ý nghĩa này nhanh chóng nhận được sự chung tay ủng hộ của đông đảo cán bộ công ty và các nhà hảo tâm. Theo đó, hàng nghìn phần quà là cặp sách, đồ dùng học tập và 2 tấn gạo đã được trao tặng cho đồng bào ở thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sùng, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Chúng tôi xuất phát từ Thanh Hóa lên để có một phần quà. Tuy rằng nó không lớn nhưng mà nó cũng thể hiện một cái tình cảm của từ Thanh Hóa, quê hương Thanh Hóa chúng tôi đến với các cháu ở vùng cao. Chúng tôi quan tâm nhiều nhất là với các cháu mầm non. Tôi nghĩ rằng là ở vùng cao rất là khó khăn, mà đúng với lại cái ngành nghề của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã kêu gọi thêm những các đơn vị cùng trong ngành của chúng tôi để hỗ trợ những các cái một số mặt hàng như thế này. Đấy, để đồ dùng học sinh và để phục vụ các cháu mầm non. Thì chúng tôi cũng chỉ mong muốn là để địa phương và cùng ấy để khắc phục cái khó khăn sớm nhất. Bão lũ qua đi, tình người ở lại. Chính trong hoạn nạn, chúng ta lại nhớ sâu sắc đến lời dạy của ông cha. Dân ta nhớ một chữ đồng, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Trong bão lũ, người dân Thanh Hóa một lần nữa cùng người dân cả nước thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Tất cả bởi 2 chữ đồng bào. Sự sẻ chia kịp thời này không chỉ làm ấm lòng những người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động thiện nguyện từ thiện là việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả, giống như ta gieo một hạt mầm của lòng nhân ái để nhân lên nhiều hơn nữa sức mạnh nội tại của người Việt, giúp đất nước ta vượt qua muôn vàn thử thách khó khăn trong hàng ngàn năm lịch sử để vững bước phát triển. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục văn hóa nghệ thuật cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.